Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì rất là nhiều cái thông tin buổi sáng đến giờ trước khi Hồng Loan đi Úc cả nhà. Thì chị Ni cũng mới vừa có chia sẻ một thông tin trên trang cá nhân rồi. Và buổi sáng em cũng đã làm một bài viết liên quan đến chị Ni về những cái câu chuyện mà chị Ni muốn chia sẻ và muốn cái người trong cuộc phải lên tiếng. Nhưng anh cứ im lặng hoài và để cho mọi người cứ dẫn dắt câu chuyện đi ngày càng xa, làm cho bên phía tem yêu thương mà đến thì cũng có rất là nhiều người khó hiểu, và có thể là mọi người đang có những cái xung đột với nhau trên không gian mạng. Thì một cái tác giả mới chia sẻ bài viết như sau cả nhà. Bạn này chia sẻ như sau nha: bánh tét phục ni vì ngay từ đầu phát hiện ra tiểu nhân đăng liền. Mình phục chị Ni vì không giao lưu với bộ ba Tam Sơn để khỏi bị nắm nhược điểm như bánh tét với HB. Mì xào quay xe vì không moi được thông tin. Bộ ba Tam Sơn quay xe vì không đưa được luật sư ca mọi thông tin. Thêm thông tin câu view thấy sợ. Theo một YouTube khác nhận định về bộ ba Tam Sơn, drama nhà Hồng Loan như một cái bánh thơm. Bộ ba Tam Sơn dễ gì chịu từ bỏ. Chị Ni đã bảo vệ Hồng Loan rất là giỏi. Thì cả nhà, thì chúng ta đã biết thì rất là nhiều câu chuyện liên quan đến bộ ba này rồi ha. Đưa những thông tin thì bây giờ mình nghĩ cái bộ cái drama của Hồng Loan thì bây giờ nó không còn là drama về nói chuyện giữa Hồng Loan với con ve nữa, mà nó đã chuyển sang drama đấu đá nhau giữa những người trong team cả nhà. Và khi buổi sáng vừa rồi mình đăng một cái bài viết lên trang cá nhân thì có những khán giả không biết là bên nào cả nhà. Một tài khoản mang tên là Hương Lu 2323 gì đó ha, vào công kích mà kênh mình luôn. Và họ chia sẻ như sau: chủ kênh này kêu gọi được bao nhiêu tiền để ủng hộ cho luật sư cho Hồng Loan rồi. Nhớ để dành tiền mua cái dù để che nắng che mưa, đứng quay trước nhà của Hồng Loan chú. Chị Loan bữa nay có cho bánh và cơm chiên không? Cũng biết nịnh đầm đấy. Mọi việc hồi sau mới biết được. Thông minh bao nhiêu cũng chưa đủ, khiêm tốn bao nhiêu cũng chẳng thừa. Chị Ni mấy đứa có dài mấy đứa không vậy? Chuyện nhà người ta mà cứ như chui vào ngã ba ngã bảy, ngu mà cứ đòi tỏ ra nguy hiểm. Thưa cả nhà, thì khán giả lên kênh chửi kênh luôn. Thì ở đây là mình xin nói, bữa nay mình yêu tới khán giả này với lý do là vào kênh mình bình luận, mình không đáp trả lại vì tôn trọng cái khán giả này và muốn đăng thông tin của khán giả này lên đây để cho hiểu rằng cái drama này nó đã đi quá xa ở chỗ là không còn là chuyện của Loan nữa, mà là cái chuyện đấu đá nhau giữa những người, có thể là họ thích những người này thích người kia, thì cái đó là chuyện của khán giả. Thì thích kênh mình thì mình cảm ơn, còn không thích kênh mình thì không sao cả nhà. Nhưng mà vô mà cái chữ ngu này ngu nọ, hay là nói là đứng trước nhà Hồng Loan để xè tay xin tiền, hoặc là nịnh này nịnh nọ, thì xin thưa rằng mỗi một kênh làm thì nó có quan điểm khác nhau và không ai như vậy cả. Còn cái chuyện mà giàu có hay là nghèo thì mình không đề cập đến trong câu chuyện này. Cũng chưa biết mình là ai, và còn mình không biết cái người đăng tin này là ai luôn cả nhà, mà cứ vô công kích kênh mình. Cái chuyện đó bình thường, thì coi như là làm vô chăm họ mà. Được người thương thì được người ghét, cái chẳng nó chẳng có sao hết. Nhưng mà cứ vào mà cứ nói là chữ chủ kênh rồi ngu, ngu này ngu nọ, hoặc là khi mình xin thông tin như vậy đó thì nói là nhớ mua cây dù, đứng che nắng che mưa, đứng suốt ngày trước nhà Hồng Loan để xè tay xin tiền. Thì xin thưa rằng cái này là không có xin. Mà nếu mà Hồng Loan có cho thì mình cảm ơn, không có xin ai hết. Nghe cả nhà. Không xin gì hết, mình làm là mình dựa trên cái lượt tương tác của khán giả, dựa trên cái đề tài của câu chuyện mình chia sẻ cho cả nhà, và cả nhà vào xem, thấy hay thì cả nhà like, không hay thì cả nhà chửi là bình thường. Nhưng mà nói mình đứng trước nhà Hồng Loan xin tiền hoặc là nịnh nọt này nọ thì không. Nếu như Hồng Loan sai hay chị Ni sai thì mình phản biện bình thường, chứ không đề gì hết. Còn có những người bây giờ đang bị cái bọn Tam Sơn dẫn dắt mà không nhận ra mình sai thì cái điều đó mới là đáng xấu hổ. Không phải là có cái mác luật sư hay là có cái mác là cái người học thức rồi ngồi ở trên máy lạnh, phòng máy lạnh rồi muốn nói gì nói ở nhà. Đó thì anh em qua giúp nhà Hồng Loan cực khổ bình thường, nắng no bình thường,
thì quay những clip này á, bên kia nó thấy được, nó mới có tính phản biện. Chứ nó ngồi ở nhà, tại làm sao biết được tin tức gì lại vậy được. Thì nó cũng nghe ngóng tất từ mọi nơi, mọi hướng. Mặc dù là mình không góp tin 100% cho nó, nhưng mà tin tức mình thì cũng đưa được một phần nào đó giúp cho cái kênh đó nó phản biện. Thì làm sao phải chơi kênh người khác được. Mỗi một kênh làm thì có một cái chủ đề, có một cái đối tượng riêng mà, chứ đâu phải là lên cứ bêm người ta hoặc là hết công kích người này đến người kia. Hôm nay thì mình thấy đâu có khi mấy ông hề gì đó ở nước Mỹ cũng lên công kích mọi người luôn, công kích luôn những người đang yêu thương Hồng Loan luôn. Bây giờ là bộ tứ Tam Sơn, bộ tứ Tứ Sơn luôn rồi, cộng thêm ông Giao Liên nữa. Thì nói chung đừng vì một người luật sư như vậy mà chúng ta lại đánh đổi đi một cái team, cái nhà, cái team yêu thương của Hồng Loan. Nói chung là đều không đáng. Không đáng vì luật sư này. Bây giờ rất là nhiều những vụ án mà tại sao không đi cãi giùm đi, mà tại sao cứ bu bám vào vụ án của Hồng Loan để cãi được cái gì? Không phải là Hồng Loan không cần, nhưng mà ở đây là do ông tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến cá nhân người ta quá, thì tất nhiên người ta sẽ không quan tâm. Mặc dù ông giỏi hay là miễn phí hay là không đồng gì đó, người ta sẽ không cần. Chính xác là không cần luôn đó nha. Chị Ni nó, mặc dù chị Ni nói là không, nó không cần, nhưng mình nói ra vấn đề này, tất nhiên là khán giả cũng có hiểu rồi, họ là không cần đến luật sư này. Vì sao? Vì những vấn đề riêng tư của cá nhân, ông đã đem ra ngoài, ông bán hết rồi, cung cấp những thông tin nội bộ của Hồng Loan cho cái bọn kia để nó đăng tin, câu view, câu like. Đó rồi, thêm những cái người lên trên mạng cứ ngồi là hết hù người này, hù người kia, cho con này ở tù, cho con kia ở tù. Anh làm luật sư mà đâu phải là anh làm giang hồ thống trị mạng đâu, giang hồ mỏm đâu, tối ngày anh cứ lên trên mạng anh hù người ta. Nếu như anh có tài thực sự thì anh nên ngồi ở văn phòng đọc thông tin nhiều một chút, rồi anh đi bảo vệ những người yếu thế cô. Hồng Loan thì bây giờ rất là nhiều người bảo vệ rồi đó cả nhà. Bây giờ mà cứ lên suốt ngày cứ ga gã câu chuyện Hồng Loan, đu bám câu chuyện Hồng Loan để kiếm tiền kiếm view, trong đời này mình mới thấy ông luật sư này, ở đó giờ chưa thấy, bây giờ mới thấy được, nó thấy luật sư này vì tiền mà bán thông tin cho những cái bọn khác để nó kiếm tiền câu view. Đó, thì đáng là luật sư không? Thì cả nhà cứ nhìn nhận vấn đề đi. Kênh mình nói thế là bị trừ lượt view, trừ tương tác là bình thường ở nhà. Tại vì muốn nói thì đúng theo ý mình thôi, đúng theo muốn nói theo những gì mình cần nói. Chứ không giờ thấy bọn nó sai, mình cứ tuốt ngày mình bưng vô cho nó thì đâu có được ở nhà. Nó thì vấn đề này mình muốn chia sẻ cho những người mà lên chửi kênh mình là như vậy ha. Chưa biết là ngoài đời cuộc sống mình ra sao đó, nhưng mà đừng có lên nói là đứng trước nhà Hồng Loan để xin tiền để nịnh nọt này nọ, thì xin thưa là mình không có nha. Và anh em qua trước nhà Hồng Loan là cũng không có xin tiền ai hết. Khán giả thương thì họ cho, và Hồng Loan thấy anh em cực khổ thì Hồng Loan tặng cho cái bánh, là tặng cho miếng chuối chiên gì đó thì ăn bình thường, lá cú cho mà cả nhà có lọc phải ăn thôi, chứ không bao giờ mà đập cửa xin tiền hay là đi moi móc thông tin nhà người ta rồi bem gây chia rẽ, thì cái điều đó không hay. Đó là những tin mình muốn chia sẻ cả nhà trong bản tin buổi trưa. Thì Hồng Loan chuẩn bị đi ra sân bay cả nhà nhé. Thì anh em sẽ đứng đây chờ Hồng Loan và đưa tỷ Hồng Loan ra sân bay. Thì đây là chuyến bay đầu tiên của Hồng Loan ra nước ngoài, thì cũng rất là nhận được sự quan tâm của cô bác gần xa, cũng mong là ủng hộ tinh thần Hồng Loan để Hồng Loan diễn tốt tại nước ngoài, và sau này thì có những show diễn tiếp theo tại nước ngoài nữa nha cả nhà. À, xin chào Hậu Nhân nha. Thì có rất là nhiều khán giả với phe của Cần Cần đó, Hậu Nhân nó nói là anh em mình qua chiếc nhà Hồng Loan đó là để xin tiền kiếm ăn, và đập cửa nhà Hồng Loan là để kiếm bánh. Anh nghĩ thế nào về câu chuyện này? Dạ thì đầu tiên cho phép Hậu Nhân cũng muốn chào tất cả của chú bác anh chị đang xem trong video này. Thì hiện tại thì mấy anh em quay ở nhà chị Hồng Loan á, cũng như là người con gái của cô Tiểu Tú Linh từ rất là lâu rồi. Thì có những cái thông tin đó, nó lên đó, bình luận trong những video của như của anh đúng không? Anh là dòng sự kiện. Thì có nói là những anh em là xin tiền chị Hồng Loan cũng như là đập cửa và nịnh này kia đủ thứ đúng không anh? Đúng rồi. Thì trong đây Hạo Nhân cũng xin chia sẻ cái này. Thật sự những anh em đến đây á, nói đúng ra vì yêu thương mà đến, thì mình đến đây mình quay mình chia sẻ cho cô chú tất cả cô chú anh chị đang xem ở như là ở nước ngoài nè, cũng như là ở những cái ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng cô chú anh chị ở xa không đến được đây và muốn đến đây cũng có đến nhưng mà thời gian không có, thì thông qua những anh em YouTube trước nhà quay và chia sẻ cho cô chú anh chị xem á, để mà không thời gian đến thì hãy là mở lên trên YouTube có thể xem được anh em quay chia sẻ về người con gái của cố nghệ sĩ. Nhiều khi những cô chú anh chị rất là yêu mến chị Hồng Loan
không đến được và không biết như chị Hồng Loan ra sao, thì sống thế nào và bán buôn được hay không, thì anh em quay chia sẻ. Thì những cái cô chú anh chị đã xem trên những video của anh em chia sẻ là anh em đã có tiền rồi. Thật sự là những anh em ở đây quay thì cô chú đến đây tỷ như cơm cháy có và tất cả những sản phẩm khác đều có cho, thì anh em nhận chứ xin là anh em không có xin. Nói chung là tiền á thì ai cũng phải sẽ rất là mê. Đúng rồi. Ai cũng sẽ rất là mê tiền, đúng không anh? Dạ. Khi mình sẽ rất là mình dính vô con đường mình khổ á, mình đôi khi mình cũng sẽ có suy nghĩ đó, chứ không phải là mình có suy nghĩ đó, nhưng mà sợ mình sống thế nào á, về sau mình làm bên truyền thông á, tự mình làm sống thế nào để cô chú anh chị yêu mến, chứ không phải là mình lợi dụng vào một cái truyền thông làm YouTube này kia là mình ở đây bắt buộc phải đứng lên xin tiền. Thật sự là mấy anh em đây làm á, cố gắng làm sao giữ hình ảnh cho chị Hồng Loan, mua bán này kia. Thật sự ở đây làm nhiều khi á, chia sẻ ở nhà cũng có rất là nhiều đối tượng lạ đến đây uy hiếp anh em cũng vẫn có cả nhà. Những hình ảnh đó anh em mấy anh em không có chia sẻ lên cả nhà biết thôi. Nhiều khi á, làm quay chia sẻ về chị Hồng Loan á, thì những anh em sẽ nói có những chuyện á, là dính tới phía đối diện, những người đang ganh ghét và hại chị Hồng Loan để yeah. mà đạp đổ chị Hồng Loan, nói chị Hồng Loan rất là đủ điều. Thì những cái bình luận đó cả nhà, mấy nhà đừng nên quan tâm. Tại vì cả nhà biết sao không? Họ vô thấy cô chú khen anh em trước nhà và nói góp ý kiến rất là hay, rất là nhiều điều. Thật sự những cái bình luận cái tương tác của cô chú anh chị rất là quan trọng đối với anh em. Nhưng mà cũng xin chia sẻ lại cả nhà biết đó, đôi khi có những phía cạnh trời nữa cả nhà tấn công anh em rất là nhiều. Vô cả nhà mình không biết đó, nghĩ là mấy anh em làm gì hay thì phải cả nhà mình. Nếu cả nhà quan tâm với chị Hồng Loan á và đã theo dõi mấy anh em rất là nhiều á, thì sẽ biết là những anh em quay trước nhà chị Hồng Loan trong những video đều có hết trên mạng. Những cái kênh á, quay thế nào thì trong cái kênh thì có hết, làm xấu hay làm này kia đều có hết. Dạ yeah. Rồi cảm ơn Hồng Nhân quý quá nhiều nha. Chúc Hồng Nhân nhiều sức khỏe nha. Dạ yeah, dạ yeah. Cũng qua clip này thì mong cả nhà có một cái nhìn thấu đáo về anh em quay trước nhà Hồng Loan để cho hiểu hơn, chứ đừng có bị dẫn dắt và không kích bởi những cái đối tượng xấu nha cả nhà. Ủa chào anh Hà Vinh ha, thì nghe nói là có một số khán giả nói là mấy anh xin tiền với Hồng Loan đó, có không anh? Dạ đâu có đâu anh. Thì nói chung cô chú tụi em ở trước nhà chị Loan quay á, thì chị quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem những cái hình ảnh đẹp của chị Loan buôn bán hàng. Dạ. Còn các cô chú anh chị nhiều lúc thấy tụi em vậy á, thì cũng mua hàng, có tặng thì có, chứ còn xin tiền thì tụi em không bao giờ có nha cô chú. Tại vì á, là tụi em làm YouTube cũng mong rằng là cô chú anh chị yêu thương thì xem là tụi em cũng đã có tiền rồi, chứ đâu phải là đi lên kêu gọi đồ xin tiền đâu cô chú anh chị, cái đó thì không đúng. Rồi cảm ơn anh rất nhiều nha. À, chào anh nghe, thì em nghe nói là anh quay trước nhà của chị Loan đó, rồi một số khán giả bên phe con quay ở đây nó nói là mình quay trước nhà Hồng Loan gì đó là lại xin tiền hoặc là đập cửa nhà Hồng Loan để kiếm ăn đó. Anh nghĩ vấn đề nào anh? Dạ thì nói chung là xin tiền thì không có xin, nhưng mà đập cửa thì có. Đôi khi là đập cửa để nói với chị Loan là có khách vô mua đồ, mua hàng đó, là mình quay ở trước nhà chị Loan là có một cái trách nhiệm là truyền tải thông tin. Là cái thứ hai nữa là cũng nói chừng xe cầu dùng cho chị Loan từ trước tới bây giờ. Thì cái điều này là mấy anh em ta quay từ đó giờ ai cũng biết mà. Còn cái vấn đề mà tiền nông là chắc chắn là không có. Nhiều khi thì quý cô chú anh chị ở nước ngoài cũng có mua một ít đồ nhờ chị Loan ra gửi cho anh em. Đó là cái tấm lòng của người ta gửi tới cho anh em những cái món quà ăn giặt của chị Loan, mục đích là mua ủng hộ từ chị. Cái thứ hai nữa là gửi cho anh em ăn để lấy thảo thôi, chứ còn tiền bạc thì anh em không có. Còn nói rõ hơn ở trên cái video của anh, những quý cô chú anh chị nào đã từng lên tiếng nói những anh em quay ở trước nhà chị Loan nhằm mục đích là để xe tải xin tiền, thì cái vấn đề đó thì cũng mong quý cô chú anh chị mình xem kỹ là những cái clip của cái tem của tụi em từ xưa tới bây giờ chưa hề xin của chị Loan bất cứ một cái gì cả. Ở đây tụi em có làm thì mới có view thì mới có tiền. Tụi em sẽ đi tới thì cũng mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho một like, một kênh đăng ký để cho anh em có động lực làm từ đối tác của YouTube, chứ không chưa hề xin ai bất cứ một cái gì cả, làm bằng từ cả sức lực. Còn những ở cái chỗ khác người ta có ý ai xin thì tụi em không biết, nhưng cái tem của tụi em hiện tại là không bao giờ có những cái vấn đề là xin tiền từ quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ.